chút xíu. Tiết chế lại chút xíu. Tại chị chạy trước á, em cảm thấy cái điệu chạy của chị á làm em rất là hứng khởi á. Thôi mình đến với cái tủ lạnh đặc biệt của chương trình. Vì sao nó là tủ lạnh đặc biệt? Tại sao vậy? Tại nó có nhiều món đồ ăn em thích. Cả những món em không thích. Chị cái tông giọng của chị á, chị để bình thường giống như là chị nói chuyện với người lớn đó. Sao vậy? Giống như là cái chị nói ra, chị nhấn nhá đây giống như là chương trình này của thiếu nhi vậy á. Không, đối với em là đó là một cái chương trình dành cho thiếu nhi. Bé Nghị ơi, bây giờ chúng ta cùng mở tủ lạnh ra nha. Dạ. 1, 2, 3. Yeah. Wow. Nhiều đồ quá vậy. Em ơi, khẩu vị của em khá là đơn giản đúng không? Dạ. Em đơn giản mà, em ăn đơn giản lắm. Em ăn đơn giản hả? Dạ. Chị thấy có tàu hủ. Tàu hủ. Có thịt bò nè. Chính xác. Em hay ăn thịt bò không? Em thích ăn thịt bò. À, thịt bò em ăn với cái gì? Em ăn thịt bò xào. Thịt bò xào với gì? Thịt bò xào với cần tây. Cần tây khá là ngon á. Ở đây có nhiều sữa chua, em thích ăn sữa chua hả? Em thích ăn sữa chua. Đó, những cái món em ăn đơn giản lắm. Chỉ có lúc nào mà em ngủ nó mới phức tạp thôi. Em ngủ sao phức tạp vậy? Chương trình này, chương trình khẩu vị ngôi sao, chị hỏi cái chuyện ngủ chị. Ủa, tự nhiên em nói như vậy thì chị phải khai thác cho khán giả hiểu của em. Thôi. Thường á, nghệ sĩ khi mà mở cái tủ lạnh ra sẽ có những món ăn gợi nhớ quê hương. Em có món nào gợi nhớ không? Quê hương là chùm khế ngọt, cây, cá gắn liền với Nha Trang với lại quê em rồi. À vậy hả, em hay đi đánh bắt. Không. Chứ em đi làm gì, em đi câu. Em hay đi tắm biển. Là em ở chung nguồn nước với con cá, cho nên là làm con cá nên làm cho em nhớ biển này. Ôi, qua một kỷ niệm đầy nước mắt em hả? Nói sao nữa. Đúng rồi. Thế đi. Đơn giản. À, bún. Bún. À. Đây. Nhớ tới món bún, em là một người rất là thích ăn bún. Giống như là bún bò nè, bún cá nè. Cái này là bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm cũng là liên quan tới bún. Khi mà nhắc tới bún thì em có một cái kỷ niệm liên quan tới bún. Em có thể kể cho mọi người cùng nghe. Là cái thời dậy thì của em á chị. Cái thời đó em đẹp trai vô cùng. Trời ơi, chị ngạc nhiên đúng không? Đúng. Trời ơi, em cũng ngạc nhiên chính bản. Em kể cho ai người ta cũng ngạc nhiên. Đúng rồi, tại vì thời gian nó tàn nhẫn quá em à. Chị nói gì ý em, bây giờ em vẫn đẹp. Nhưng mà không đẹp bằng ngày xưa thôi. Đúng rồi, nó bớt nhiều em ha. Nhưng mà có điều là hồi đó em đẹp, nhưng mà tại vì em hơi ốm. Cho nên là em đi tập tạ chị. Em đẩy tạ, em đẩy nhiệt tình lắm chị. Rồi một ngày. Lúc đó em hay ăn bún. No, chưa, lúc đó em chưa ăn bún. Rồi. Chưa ăn bún. Lúc đó mới ăn cá thôi. Rồi. Em đẩy tạ, em đẩy nhiệt tình luôn chị. Rồi một ngày chị, tạ nó đè em chị. Rồi lúc đó em ở nhà em dưỡng bệnh, em ăn bún. Không, vấn đề em đang ở trong cái hoàn cảnh là ở trong cái phòng tập tạ. Khi mà bị tạ đè xong em bực quá, em đi ăn bún. Chưa, em bực quá em lại cái chỗ mà huấn luyện viên á. Em mới kêu là em không tập nữa, môn thể dục này nó không phù hợp với em. Đúng, em giận quá em về em đi ăn bún. Chưa. Trời ơi. Ông huấn luyện viên ông mới chửi em một câu. Mày không tập thì thôi, mày ốm yếu người mày như là cọng bún vậy á. Từ đó em thích ăn bún luôn á chị. Ôi em ơi. Em thích ăn bún cá lắm luôn á. Thôi bây giờ mình dừng chia sẻ về những món ăn ha. Tại vì nó khá là xúc động. Xúc động, đúng rồi, đầy xúc động luôn. Mà nhân tiện chị cũng nói luôn, hồi nhỏ em đẹp lắm hả? Em đẹp. Đúng rồi, thời gian nó tàn nhẫn khủng khiếp luôn bé à. Bây giờ em cũng đẹp. Ai huyễn hoặc em vậy? Ai huyễn hoặc đâu có. Mệt quá, ngày nào em cũng soi gương, em tự ngắm mình em. Rồi đúng rồi, thật ra thì bản thân mình thấy đẹp. Nhưng mà có vài người thấy em đẹp nữa.